vụ trung tâm dữ liệu Data Center. Dịch vụ kinh doanh trung tâm dữ liệu Data Center bao gồm thuê chỗ đặt thiết bị, thuê máy chủ, hosting mail, web domain và tư vấn triển khai các dự án công nghệ thông tin. Khách hàng khi sử dụng dịch vụ Data Center của Viettel sẽ nhận được nhiều lợi ích như tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị, tiết kiệm nhân lực quản lý vận hành, hệ thống được bảo mật, an toàn tuyệt đối về thông tin, dự phòng thảm họa. Đối tượng sử dụng dịch vụ là các doanh nghiệp, tổ chức lớn đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cần một hệ thống công nghệ thông tin an toàn, bảo mật và ổn định.